cảm nghĩ của mình sau 100 suất xem phim ạ? Nói chung tiết tấu phim rất là hiện đại, đạo diễn đã cho khán giả không có bị nguôi và cảm xúc được thay đổi liên tục. Dạ. Khi vui, khi hài, khi kinh dị. Và vấn đề là cái nội dung nó logic, nó hợp lý, cho nên mọi người xem cảm thấy nó không bị gượng ép và rất là dễ chịu. Dạ, tôi cảm ơn rất nhiều ạ. Lâu lắm rồi cô mới thưởng thức được một bộ phim nó vừa ý nghĩa, dạ, mang lại tiếng cười. Nó không có quá xàm, quá nhàm, mà đem làm tiếng cười nhẹ nhàng, giải trí. Mà để cho khán giả người ta đánh giá là giới nào miễn sao sống lương thiện, sống coi như là đàng hoàng, thật với bản thân mình là tốt nhất. Cái phim này nói chung là cô Quỳnh coi xem được rất là nhiều, có cảm xúc mà lại vui nữa. Nó mang lại tiếng cười vừa phải, nó không có xàm hay không nhàm nữa. Bộ phim rất là hay. Dạ, cảm ơn cô ạ. Chào anh ạ, có thể cho em biết được cái cảm nghĩ của mình sau khi xem bộ phim này không ạ? Bộ phim Xóm Trọ Ba Đê là một bộ phim có một sự lột tả rất là chân thật, rất là nhiều màu sắc, từ những cái vui, những cái hài duyên dáng đến những cái bi kịch của cái thế giới cộng đồng LGBT. Thì tuy là bộ phim có một sự cắt ghép hơi vội thôi, nhưng mà khi mà gắn kết hết tất cả những cái mảng màu lại thì đây là một bộ phim rất là đáng xem, để cho chúng ta có được một cái chiêm nghiệm sâu sắc về những con người của thế giới thứ ba, để rằng là họ cũng có hỉ nộ ái ố, họ cũng cần có một sự tôn trọng, và điều đặc biệt rằng là cái cuộc đời của họ lúc nào cũng bi kịch hơn so với những người bình thường. Đó là cái mà Lập luôn thấy những điều đó xung quanh những người bạn của mình, và trong cộng đồng LGBT cũng vậy, là họ luôn vượt qua những cái bi kịch bằng chính cái sức lực của mình chứ không nhờ vả bất kỳ ai. Và đây chính là một cái sản phẩm để mà có thể công nhận và làm điểm sáng cho cộng đồng LGBT, và bộ phim rất đáng được trân trọng. Hy vọng tất cả mọi người trong thời gian sắp tới sẽ yêu thích Xóm Trọ Ba Đê. Cảm ơn. Dạ, anh có thể cho em biết được cái cảm giác của mình sau khi mà xem bộ phim như thế nào không ạ? Cái cảm giác đầu tiên là vui, vì những cái tình tiết hài trong phim rất là dễ thương, phải nói là coi mà mình bật cười mà mình chịu không được, rất là dễ thương. Còn cái thứ hai mang tới là cái xúc động, đó là những cái hoàn cảnh về các nói chung là những cái mảnh đời về thế giới thứ ba được thể hiện rất là rõ qua cái phim này. Thì khi mà coi thì không biết khán giả những người khác coi như thế nào, riêng BBBB coi mà mình cảm rất nhiều cảm xúc lắm, tại vì bản thân mình cũng là trong thế giới thứ ba, mình hiểu rõ được những gì mà phim muốn mang tới với khán giả